rất rất nhiều các loại khuôn mẫu quý vị nhá. Đây là những chiếc khuôn lư hương hóa vàng mã. Đó. Bên Minh Thiên là sản xuất bằng nhựa composite cho quý vị đây. Đó. Khuôn này thì ở Trung Quốc là họ không không sản xuất bằng nhựa ABS. Cho nên là bên Minh Thiên phải tự chế bằng nhựa composite ra quý vị nhá. Đó. Quý vị hãy xem nhá, xưởng Minh Thiên đang sản xuất cả chậu nữa, chậu Bể Khánh đây quý vị ạ. Chậu Bể Khánh. Đó, chậu vuông 90-90 chém cạnh quý vị nhá. Còn đây là những thùng nhựa composite để làm ra khuôn đây quý vị ạ. Đó.